Thưa quý vị, thưa các bạn, mục tiêu chung của Bộ Công Thương đặt ra trong chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ là đến năm 2030, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam có khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng được 70% nhu cầu thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Có khoảng 2.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam. Trong nhiều năm qua, với sự quan tâm và đẩy mạnh hỗ trợ về cơ chế chính sách của chính phủ, việc tích cực triển khai các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của Bộ Công Thương, các doanh nghiệp hỗ trợ Việt Nam được tạo điều kiện áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý chất lượng hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm, độ tin cậy và từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu. Theo thống kê của Bộ Công Thương, số doanh nghiệp đang hoạt động trong công nghiệp hỗ trợ chiếm gần 5% tổng số doanh nghiệp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo việc làm cho hơn 600.000 lao động, tương đương 8% lao động toàn ngành chế biến, chế tạo, với doanh thu thuần sản xuất kinh doanh cho năm 2019 ước đạt hơn 950.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 11% tổng doanh thu toàn ngành chế biến, chế tạo. Sau 15 năm vừa qua, Đảng và Nhà nước của chúng ta đã có những chính sách, đã có những cái chủ trương doanh nghiệp cơ khí trong nước gồm nhiều thành phần kinh tế sở hữu. Thì bây giờ nó để lại một cái kết quả, tức là Việt Nam sau 15-20 năm đã hình thành một số cái phân ngành sản phẩm cơ khí gọi là công nghiệp hỗ trợ. Ví dụ khi xây dựng các nhà máy công nghiệp của năng lượng, các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, các nhà máy sản xuất hóa chất phân bón. Là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm hóa mỹ phẩm phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, trước đây để có được dây chuyền sản xuất đồng bộ thì công ty Vico Hải Phòng phải nhập máy móc trang thiết bị từ nước ngoài. Các công đoạn của cơ khí trong nước chỉ chiếm một phần khiêm tốn. Tuy nhiên, kể từ khi chính phủ có nhiều cơ chế chính sách ưu tiên cho phát triển công nghiệp hỗ trợ trong nước, thì tỷ lệ nội địa hóa trong dây chuyền sản xuất bột giặt của nhà máy đã tăng lên từ 40 đến 60%. Các doanh nghiệp cơ khí trong lĩnh vực hóa chất đã dần phát triển và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, thiết bị công nghệ cho các nhà máy sản xuất hóa mỹ phẩm. Trong ngành về chất điện tử hóa mỹ phẩm ấy, thì vật liệu chúng tôi dùng là đã là những vật liệu cao cấp nhất rồi, ví dụ như là inox 316. Nhưng mà song song với vật liệu cao cấp thì nó đòi hỏi cái bề mặt là phải đạt được cái độ bóng nhất định thì mới đảm bảo được cái tiêu chuẩn mà khử trùng và vi sinh. Đấy, thì đấy là cái mà chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới cơ khí sẽ đáp ứng được cái việc gọi là phát triển cùng đồng hành với ngành hóa mỹ phẩm cũng như là một số ngành khác là trong dược phẩm. Thì cái yêu cầu đòi hỏi về công cụ, dụng cụ, máy móc sản xuất nó tinh xảo hơn là cái sản xuất công nghiệp nặng. Nhờ tham gia chương trình phát triển nhà cung cấp tốt, công ty cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình đã mạnh dạn đầu tư hệ thống máy móc hiện đại tiên tiến với vốn đầu tư lên tới hàng ngàn tỷ đồng để sản xuất các sản phẩm dây và cáp điện chất lượng cao, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Công ty được tin tưởng chọn là nhà cung ứng linh kiện phụ trợ dây cáp điện cho nhiều nhà sản xuất thiết bị điện tử gia dụng của Hàn Quốc. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế khu vực và thế giới, nhất là việc Việt Nam tham gia vào các cái hiệp định thương mại tự do EVFTA. Khi chúng ta hội nhập và mở cửa thì sẽ đón nhận rất là nhiều các cái doanh nghiệp và các nguồn đầu tư từ nước ngoài với công nghệ hiện đại, tiêu chuẩn và chất lượng rất tốt. Và nếu các doanh nghiệp Việt Nam không tự thay đổi, không làm mới mình thì sẽ dễ dàng thua trên sân nhà. Để có cơ hội đón đầu đầu tư hội nhập thì ngay từ đầu năm 2015, công ty đã chủ động đầu tư xây dựng các nhà máy mới và các dây chuyền công nghệ thiết bị hiện đại của châu Âu với mục tiêu là đưa ra thị trường các sản phẩm có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập và để khẳng định vị thế tại thị trường trong nước và phục vụ cho cái mục tiêu xuất khẩu. Theo đánh giá của Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, trong thời gian qua mặc dù doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đã chủ động tham gia chuỗi cung ứng, nhưng thực tế để phát triển công nghiệp hỗ trợ trong dài hạn, doanh nghiệp rất cần chính sách ổn định và xuyên suốt. Công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giúp nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng, góp phần tăng tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu nền kinh tế. Phát triển công nghiệp hỗ trợ là một trong những giải pháp quan trọng nhất để Việt Nam cải thiện chất lượng nền kinh tế, phát triển bền vững, giúp tăng khả năng thu hút đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước. Từ đó tạo tính lan tỏa mạnh mẽ,
giúp các doanh nghiệp trong nước có thể tham gia sâu vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu.